Xin chào các bạn, mình là MC Sở Nguyên Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của series Nhân chứng sống Với câu chuyện của một bạn có Facebook là Lâm Nguyễn Chuyện được đăng vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 Câu chuyện này liên quan tới vụ máy bay rơi ở núi Sơn Trà khoảng 40 năm trước cho đến nay, vụ rơi máy bay ở núi Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng hơn 40 năm trước, hầu như ít ai biết đến, kể cả những người dân địa phương. Báo chí thời đó không nhắc đến cũng là lẽ đương nhiên, vì đây là chuyến bay đi làm nhiệm vụ tuyệt mật mà ngay cả danh sách những người nhận nhiệm vụ cũng không được công khai. Tìm trên Google, hầu như không có thông tin gì nhiều về vụ máy bay rơi vào ngày 15 tháng 3 năm 1979 Chỉ có một dòng vắn tắt Vụ máy bay rơi trên đỉnh Sơn Trà Khiến cho 50 người thiệt mạng Còn trên máy bay gồm những ai Họ đi đâu với mục đích gì Thì tuyệt nhiên không có thêm thông tin nào Mọi chuyện chỉ dần rõ ràng hơn Khi một nhà sư về khai khẩn Tạo dựng vườn che trúc Ở khu vực suối đá Bán đảo Sơn Trà khi đó Thầy Phúc Pháp danh là Thích Thế Tường Về đây để khai khẩn Gây dựng vườn bảo tồn che trúc Nơi đây còn hoang vắng lắm Vốn tính cẩn trọng Nghiêm túc Đi đến đâu Thầy lại hỏi thông tin về vùng đất đó Từ lịch sử Con người Tới những sự kiện đặc biệt Nhờ vậy Thầy biết rằng có một vụ máy bay rơi ở vùng núi Sơn Trà vào năm 1979. Theo người dân địa phương Máy bay rơi đúng vùng núi Cách vườn bảo tồn che trúc Theo đường chim bay khoảng 500 mét Thông tin này rồi cũng chìm khuất Trong bộn bề của việc khai khẩn đất đổi Gây giống trồng tre Khiến cho thầy Phúc cũng quên bẵng việc này Mọi sự lạ sau đó dồn dập xảy ra Thời đó Hàng ngày tại vườn che trúc của thầy Phúc Hay có các sinh viên đến giúp thầy chăm sóc vườn có một hôm thầy đi vắng, chỉ có các em ở nhà. Khi thầy trở về, các em mới bảo: "Thầy ơi, không hiểu sao tự con cứ nhắm mắt là thấy rất đông người vào đây và nói muốn nhờ thầy tưởng giúp, mà ở đây con thấy chỉ có mỗi mình thầy Phúc, chứ đâu có thấy thầy tường nào đâu." Các em hoàn toàn không biết thầy Phúc còn có pháp danh là Thích Thế Tường. Thầy Phúc cảm thấy có gì không bình thường ở đây. Nhưng thầy im lặng và không nói gì Vài hôm sau Khi thầy đi vắng Các em điện thoại báo rằng Vườn hôm nay có nhiều rắn quá Lo lắng lỡ có rắn độc Cần khách đang dạo chơi ở vườn Thầy mới nói Các con cứ đập đi Tội nghiệp thầy chịu cho Các em thấy rắn nhiều cũng sợ Bèn đập rắn Và mang chôn chung một chỗ Đến khi thầy trở về các em kể lại mời thầy ra vườn chỗ chôn xác rắn để xem thử có phải rắn độc hay không kỳ lạ là khi đào đất lên chỗ đó hoàn toàn không có xác con rắn nào cả các em đều kinh ngạc nhưng thầy chợt hiểu ra có điều gì đó rất bí ẩn trong sự việc này một tháng sau có một cô gái cũng như nhiều du khách khác đến thăm vườn trong buổi uống trà đàm đạo với thầy cô gái có bột miệng con có một người bạn, có cha trước đây tử nạn do máy bay rơi ở núi Sơn Trà này. Thầy lúc đó lặng người. Cái điều mà thầy lờ mờ cảm nhận lâu nay dường như rõ hơn một chút. Tiếp đến, qua cô gái đến thăm vườn, thầy liên lạc được với con gái của người đã khuất. Thì ra, năm 1979, cha của cô cùng với nhiều sĩ quan quân đội và một số chuyên gia Liên Xô cũ đi làm nhiệm vụ tuyệt mật đã rơi máy bay tử nạn ở đây. Cùng với cha cô gái, hơn 50 người trong chuyến bay đó đều thiệt mạng. Ngoài các sĩ quan, cấp tá, cấp úy, còn có một số thứ trưởng, vụ trưởng. Đi cùng đoàn hôm đấy còn có 6 phụ nữ và 3 trẻ em. Sau chuyến thăm của cô gái, không hiểu vì cơ duyên nào, vườn bắt đầu có nhiều người lạ đến thăm trong số đó không ít người có mối quan hệ xa gần với những người tử nạn trong vụ máy bay năm đó cũng từ những manh mối này thầy phúc đã dần dần tìm ra tên tuổi của những người đã khuất tuy nhiên đến thời điểm tháng 11 năm 2016 thầy phúc chỉ mới tìm được danh tính của 48 vị bốn vị còn lại vẫn chưa thấy manh mối nhưng thầy vẫn hy vọng với sự suy khiến của các hương linh thầy sẽ tìm ra đầy đủ tên tuổi để các vị ấm lòng. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của các vong linh, những người đã khuất. Hiện nay, thầy Phúc đã lập bàn thờ chung bát hương cho 52 hương linh ngay tại tỉnh thất ở vườn che trúc. Ngày ngày, thầy hương khói cho các vị. Xong như thầy nói, dù biết rằng các vị phải ra đi vì nhiệm vụ tuyệt mật của thầy Chiến, lúc đi không ai biết đã đành. Xong lúc mất Bằng vào cảm nhận của mình Thầy biết rằng Họ vẫn mong muốn Có một sự công nhận rõ ràng Về cái chết của họ Không cần lễ nghi hoành tráng Không cần danh hiệu rõ ràng Họ Những người đã khuất Chỉ mong những người còn sống Đừng quên lãng Theo thông tin của hàng không Chuyến bay có 54 người Gồm cả phi hành đoàn Mang số hiệu AN 24 VN 229. Ngày 15 tháng 3 năm 1979, tức ngày 17 tháng 2 năm Kỷ Mùi, tại khu vực Suối Đá, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Tổng cộng hiện có 54 vị. Đó là những gì mà mình đã ghi chép từ câu chuyện kể của thầy Phúc. Năm đầu tiên sau khi lập bàn thờ cho 52 hương linh, đúng dịp rằm tháng 7 năm đó, Thầy có nhắn mình qua Để dự buổi cầu siêu cho các vị Nhưng thật tiếc Hôm đó đúng dịp mình đi công tác Nên không đến được Tuy nhiên Mỗi lần qua tịnh thất lại Phật Mình không bao giờ quên thắp một nén hương cho các hương linh Trong làn khói nhẹ nhàng bay lên Mình cảm thấy họ đang rất cô đơn Vì họ nằm đây như những người vô danh Đã gần 40 năm Nếu ai đến vườn che trúc của thầy Phúc Xin đừng quên thắp cho các vị nén hương để họ ấm lòng về phần tiếp theo của vụ máy bay rơi ở sơn trà tôi đã suy nghĩ rất kỹ và có phần phân vân đang thời điểm bài trừ mê tín dị đoan và mọi người đang đả phá các nhà ngoại cảm liệu có ai tin những chuyện như vậy hay không thế rồi nghĩ lại chuyện tuy có phần hư ảo nhưng đó là sự thật và đó cũng là nguyên nhân Nhờ đó mà thầy Phúc tìm được danh sách 48 trong số 52 vị nằm ở đó Phải nói rằng Việc tìm kiếm danh sách những người bị tử nạn Trong vụ máy bay rơi Năm 1979 ở núi Sơn Trà Cũng mất rất nhiều thời gian Như đã nói Nhiệm vụ của chuyến bay là tuyệt mật Những giấy tờ công văn liên quan Đều không thể công khai nên để có được danh sách người trên chuyến bay không hề dễ dàng Sau này, qua lời của một số người liên quan mới biết rằng Ngày 15 tháng 3 năm 1979 Có nhiều người trên chuyến bay dân sự đó Dù đã mua vé nhưng giờ chót đã được hãng hàng không đổi chuyển Vì chuyến bay này ưu tiên trước cho những người đi làm nhiệm vụ Nghĩ rằng phải lần tìm manh mối từ ngành hàng không Nhân có một người hay đến thăm vườn là cán bộ ở sân bay Đà Nẵng Thầy Phúc đã nhờ họ giúp việc này Người đó đã nhờ tới một ông là cục trưởng của Cục Hàng không Việt Nam Và kể cả ông Phạm Quý Tiêu Nguyên là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia Vị Thứ trưởng này đã qua đời hồi tháng 2 năm 2016 vì bạo bệnh Tuy nhiên khi tìm kiếm thì ngay cả đến cục lưu trữ cũng không hề lưu danh sách này Ngoài cái tên tìm ra đầu tiên từ một cô gái đến thăm vườn là bạn của con gái người tử nạn Thầy Phúc đã lần hỏi được một số danh tính nhờ những hiện tượng lạ Như đã nói, sinh viên ở Đà Nẵng hay đến đây chơi và giúp thầy những việc lặt vặt Nhất là các sinh viên có ngành học liên quan tới ngành sinh học Có một em chưa đó ngủ lại Em mơ thấy có hai người đang lóp ngóp Bò từ dưới suối lên Người họ ướt đẫm Họ có nói tên là Phan Vĩnh Đôn Và Phan Vĩnh Hỏa Nhờ em giúp đỡ Lúc tỉnh dậy Em kể lại cho thầy nghe Thầy Phúc đã ghi vào sổ tay Để ghi nhớ kiểm chứng lại Rồi có một hôm Một chị là trưởng phòng kinh doanh Ở một ngân hàng đưa bạn bè đến vườn chơi biết việc thầy đang làm là ghi chép danh sách để chuẩn bị cầu siêu chị này mới về nhà kể lại cho bạn bè nghe không ngờ có một người quen khi nghe câu chuyện mới thốt lên rằng hồi xưa ở khu tập thể của chị có hai cha con nghe nói là rơi máy bay không biết có phải là vụ này hay không khi hỏi tên là gì thì người kia có bảo là phan vĩnh đôn và phan vĩnh hòa chị trưởng phòng kinh doanh gọi điện báo cho thầy biết dù thầy hoàn toàn không kể cho chị nghe câu chuyện nằm mơ của cậu sinh viên kia thầy rất đỗi bàng hoàng dù lường trước rằng hai cái tên trong giấc mơ có liên quan tới việc thầy làm đến gần ngày cầu siêu thầy lại nhận được thêm một cái tên trong danh sách những người tử nạn con gái của bác lê tự diêu một trong những người tử nạn trong chuyến bay ấy đã kể rằng qua người cô của chị có một người đã khuất nhờ nói lại với thầy phúc rằng sao trong danh sách không có tên của con trai ông dù con ông cũng có mặt trên chuyến bay đó khi hỏi tên ông thì ông không chịu nói mà chỉ nói thêm rằng tên ông đã được đặt cho một con đường ở hà nội sau khi chị ra hà nội tìm hiểu thì mới biết con đường đó mang tên nhà văn Vũ Ngọc Phan Ông chính là người báo cho biết Con trai ông chưa có tên trong danh sách chuẩn bị cầu siêu Vậy là danh sách được bổ sung thêm tên Trung tá Vũ Hoài Tuân Sinh năm 1932 Là con trai của nhà văn Vũ Ngọc Phan Em trai của giáo sư viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng Còn nhờ đâu mà thầy Phúc có trong tay danh tính của 6 người Nga Thì đó là một câu chuyện dài khác theo lời của ông Nguyễn Hữu Mân kể lại là đêm đấy tôi đã không ngủ và gõ vào mạng. Không hiểu sao tôi lại gõ tưởng niệm những người Nga hy sinh và rồi đã cho tôi thấy tượng đài ở Cam Danh. Tôi không đọc được dòng tên, chỉ đọc được dòng mất là ngày 15 tháng 3 năm 1979. Điều trùng lập là sáng hôm sau, lúc 6 giờ tôi lại đi công tác cam danh cùng với giám đốc lê hoàng dũng tôi kể chuyện cho sếp nghe và hai anh em vừa xuống máy bay đã chạy đến tượng đài và gặp đúng tên của các vị người nga ấy chúng tôi đã thắp hương và cầu nguyện đặc biệt có một trường hợp lúc mất còn nhỏ tên là dũng hiện vẫn chưa biết quê quán và họ tên đầy đủ đúng là thế giới tâm linh vô cùng kỳ lạ và khoa học không thể giải thích được. Ngoài câu chuyện về vụ máy bay năm 1979 ở núi Sơn Trà, bạn Lâm Nguyễn cũng có chia sẻ như thế này. Thời điểm kể câu chuyện về vong hồn những người tử nạn trong vụ máy bay năm 1979 ở núi Sơn Trà khi đó tôi cũng chưa biết Năm 1974 Ở vùng núi này Cũng có một vụ rơi máy bay quân sự Của quân đội Việt Nam Cộng Hòa Lùi về trước nữa Năm 1954 Đã xảy ra một vụ rơi máy bay Của hãng Efrang Mà phi công trưởng Chính là cha của nhạc sĩ Nguyễn Cường Sau đó Tôi còn nghe kể về những điều kỳ lạ Quanh điểm máy bay rơi Những người mất đã suy khiến để người sống phải đi tìm họ. Tôi được nghe những người trong cuộc kể về những trải nghiệm tâm linh khiến tôi biết rằng những người chết bất đắc kỳ tử thường rất khổ sở, nhất là những người mà thân xác họ còn lưu lạc. Và điều khiến cho họ sợ nhất là bị lãng quên, nhất là bị lãng quên bởi chính những người thân của mình. Câu chuyện mà tôi kể sau đây cũng không ngoài mong muốn người thân của những người đã khuất Biết được tin tức về chồng, cha, ông của họ Câu chuyện này thì tôi biết vào năm 2017 Nhưng vì chưa nắm được thông tin xác thực Nên tôi không thể kể ra Nay tôi đã liên lạc được với những người liên quan tới người mất Những chi tiết mơ hồ cũng dần trở nên xác thực Và tôi quyết định kể lại câu chuyện này Đó là về một chuyến tàu đêm Bắt đầu bằng một chuyến du lịch ở Côn Đảo Hồi đầu tháng 10 năm 2017 Tôi vốn khá nhạy với cái mà người ta hay gọi là âm khí Ở đâu có nó là tôi cảm nhận được Và thường rất sợ hãi Nơi tôi đến, hai đêm liền tôi mất ngủ Dù nơi đó rất đẹp Cảm giác sợ hãi lạnh lạnh sống lưng Khiến tôi không thể nào nhắm mắt được dù ở với người nhà lúc nào tôi cũng có cảm giác có những ánh mắt vô hình đang nhìn mình chăm chú khiến tôi cứ quay lại nhìn phía sau lưng mình rồi nhìn về phía những góc nhà thậm chí sáng hôm sau khi ở nhà một mình không chịu nổi sự sợ hãi vì cảm giác rất nhiều người đang ở trong phòng tôi đã chạy ra ngoài dù ở ngoài nắng đã lên cao và rất nóng một cảm giác rất lạ mà tôi chưa bao giờ thấy Dù tôi đã từng đi công tác Ngủ một mình Ở những ngôi nhà công vụ hoang vắng Xa khu dân cư Ngày cuối cùng Chúng tôi xuống phòng ăn để ăn sáng Cô bạn trẻ đi cùng kể cho tôi nghe Hồi tối em hết hồn chị ơi Em đang xếp đồ vô vali Để hôm nay về Tự nhiên nhìn qua tấm kính Thì thấy có một người đàn ông Đứng nhìn em ông này mặc áo sơ mi màu nâu tay dài cài khuy đeo cà vạt em ấy hét lên anh ơi có ai trong phòng chồng em chạy ra thì không thấy gì cả anh nói làm sao trong nhà có người lạ được có lẽ em thấy rồi tưởng tượng ra thôi tuy vậy chồng em cũng muốn yên tâm nên gọi bảo vệ lên cùng để đi quanh ngôi nhà và ngoài vườn mà chẳng thấy ai cả Lúc đó Người nhà tôi bật cười Mấy chị này yếu bóng vía Nên nhìn gà hoa quốc Nhưng tôi lại cảm thấy lờ mờ có gì đó không ổn Vì hai ngày ở đó Là hai ngày tôi cảm thấy Tâm trạng của mình không được tốt Sau chuyến đi Tôi có đăng một clip Quay quân đảo lên facebook Không hiểu sao Có một chị nick facebook là Hòa Nguyễn Không có tên trong danh sách bạn bè của tôi và hoàn toàn không có một người bạn chung nào cả lại đọc được bài viết đó và bình luận rất lạ. Sau khi nghe câu chuyện, tôi đã kết bạn với chị và chúng tôi đã nói chuyện qua Messenger. Chị có kể lại theo trí nhớ là vào đêm 22 tháng 12 năm 1975, chính quyền thông báo cho gia đình là sẽ đưa hơn 79 người gồm quân nhân, cảnh sát, viên chức chế độ cũ đã từng làm việc ở côn đảo lên tàu về cần thơ cải tạo nhưng thật ra trong đêm đó họ đã bị đưa đến khu rừng dương xa khu dân cư và bị hành hình tôi có hỏi chị vì sao chị biết rõ sự việc như vậy khi các chú các bác đó đều đã qua đời chị mới nói theo lời dân đảo kể lại thì ông tư trong một lần say xỉn đã buột miệng kể ra tôi hỏi Ông Tư là ai hả chị? Ông ấy là một trong những người của đội hành hình Sau này Chị có nói thêm Là những người trong đội Có nhiệm vụ di rời Mai táng hải cốt ra khỏi nơi đang xây dựng Có một người địa phương đã nhận ra cặp chân giả Của một viên chức tên là Sơn Trước năm 1975 Trên đảo chỉ có anh Sơn là đi chân giả Từ đó Người dân ở côn đảo mới biết về số phận của những người tù cải tạo ở đảo Câu chuyện đã giải đáp nỗi thắc mắc cho bà con trên đảo Vì sao những người tù cải tạo đưa đi Cần Thơ đều không có ai trở về Ngay cả những người tù cuối cùng ở các trại cải tạo tại miền Bắc đã trở về Vào năm 1992 và đi HO Thì tin tức của những người tù cải tạo ở quân đảo vẫn bật tâm Biết về câu chuyện này nhưng người dân trên đảo họ chỉ thì thào với nhau chứ không ai dám nói ra. Bây giờ chỉ cần nói ra ba từ chuyến tàu đêm là những người già cả, những người dân sống lâu năm trên côn đảo sẽ hiểu ngay rằng đang nói về ai. Ngay khi biết tin, năm 2015, chị Hòa Nguyễn đã từ Úc trở về đến vùng đất xây dựng khu du lịch nhằm tìm mộ của cha mình. Những người làm việc ở đây nói rằng tất cả hài cốt đã được đem ra ngoài. Chị kể tiếp là không biết hỏi ai nên chị đánh đi về. Nhưng khi xe đi đến đất dốc thì tắt máy. Chị linh tính nên hỏi thăm những người dân ở đó. Đúng là có hai ngôi mộ tập thể. Trong đó chị chắc chắn là có hai cốt của ba chị. Bác Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1927. Chị có nói, tôi là người theo đạo thiên chúa, không tin lắm vào luật nhân quả. Nhưng những người giết ba tôi, hình như cuộc sống cũng không tốt đẹp Gần đến Noel Tôi thấy ba tôi về Chỉ mặc chiếc quần cuột màu đen Không có áo Chắc là ba tôi chết khổ như vậy Nói về các hài cốt được phát hiện Ở khu vực rừng dương hẻo lánh Sau khi di rời khỏi khu vực xây dựng Đội mai táng thuộc phòng giao thông công tránh Huyện Côn Đảo Đã mai táng các hài cốt trong hai ngôi mộ Ngôi mộ thứ nhất có 26 hài cốt được ép đá xanh xung quanh ngôi mộ thứ hai có mười hải cốt được xây thành xi măng xung quanh lên ngang đầu gối lâu ngày ngôi mộ thứ nhất bị mưa gió xối cát nên nấm mộ sập xuống người dân địa phương không biết đó là mộ nên đã vứt xác quanh khu vực đó và thường xuyên đi lại trên ngôi mộ tôi cũng không rõ khi chị hoàng nguyễn đến đây thì hai ngôi mộ tập thể còn sơ sài hay không chỉ biết rằng đầu năm 2018 Qua liên lạc với bạn Thu Nguyễn Tôi mới biết được Do những cơ duyên kỳ lạ Vào năm 2015 Chị Thu Nguyễn phát tâm Đứng ra vận động các nhà hào tâm Đóng góp để xây dựng ngôi mộ đầu tiên Trong đó có 26 hải cốt Tiếp đó Chị Thu Nguyễn lại tiếp tục xây dựng ngôi mộ thứ hai Có 10 bộ hải cốt Những ngôi mộ đó được xây dựng tươm tất Với chỗ đặt bát hương hoa quả số tiền xây dựng mộ là từ những người dân sống ở côn đảo hoặc là những người từng sống ở đây và nay đang sống khắp nơi trong và ngoài nước đóng góp chị thu nguyễn cũng cho biết thêm trong số tiền đóng góp xây mộ phần lớn là của một anh con trai bác trương văn xến anh cho biết sở dĩ anh làm việc này là vì người cha của anh bác xến đã báo mộng cho anh ngoài anh con trai bác xến còn có một chị ở hà nội cũng phát tâm số tiền lớn để cúng dường xây mộ Cũng từ đó, những năm qua Chị Thu Nguyễn là người chăm sóc mộ phần Và sau bao năm mồ hoang mả lạnh Chẳng ai biết mà thắp cho nén nhang Dù là dịp Tết nhất Thì đến nay, vòng linh các bác, các chú cũng đỡ tuổi hơn Lạnh lẽo bởi tấm lòng của chị Thu Nguyễn Của những người thương cảm cho người đã khuất đến đây thắp nhang Dần dần những thông tin về hai ngôi mộ tập thể của tù cải tạo côn đảo đến tai những người quen biết hoặc họ hàng của vợ con những người đã mất kể cả chị hòa nguyễn thì tôi đã gặp bốn người trong số đó chị võ hằng kể về người ba của chị là bác võ văn dông cao to như tây khi thấy hải cốt những người biết bác dông đều biết đây chính là hải cốt của bác em thanh phạm lại kể rằng hơn 40 năm nay Mẹ em không chịu lập bàn thờ Cũng như làm dỗ cho ba em Bà tin rằng ba em vẫn còn sống Nhiều khi bà nói Có lẽ ba tụi con đã ra nước ngoài Và lấy vợ khác Bỏ lại mẹ con mình rồi Thanh nói rằng Đối với mẹ Ba còn sống Dù có ở với người phụ nữ khác Thì vẫn là niềm hy vọng bấu víu của mẹ Còn hơn là ba đã mất Khi biết tin về số phận của ba Mới đây Thanh cùng các chị đã đưa mẹ ra quân đảo thắp hương cho bà Em Nguyễn Lộc là con của chú Nguyễn Văn Thái Em nói em không còn nhớ gì về ba Vì hồi ba đi em mới là cậu bé vài tháng tuổi Tôi nói em Vậy bây giờ đã biết mộ ba rồi Em cố gắng sắp xếp dẫn mẹ ra thăm ba một chuyến Ba em hẳn sẽ vui mừng lắm Em có nói Mẹ em đã mất 20 năm rồi chị ơi. Tôi có hỏi chị Thu Nguyễn thì cho đến nay chỉ có khoảng hơn 10 gia đình đã biết thông tin về ngôi mộ tập thể. Như vậy vẫn còn rất nhiều những bác, những chú chưa được người thân đến thắp hương. Họ vẫn mãi đi tìm các bác các chú, còn các bác các chú cứ ngóng chờ ngày vợ con đến thăm. Chuyện này tôi viết với mong muốn nếu anh chị nào biết được thân nhân của những người tù cải tạo côn đảo Thì tìm cách liên lạc Để họ biết được mộ phần của chồng cha mình ở đâu Đạo lý người Việt Tâm linh người Việt rất quan trọng Nén hương của người sống cho người đã khuất Tôi tin rằng Một khi chưa được chính người thân thắp hương Những linh hồn sẽ khó được siêu thoát Họ cũng như những người tử nạn Trong vụ máy bay Rơi ở Sơn Trà năm 1979 Sẽ cứ lẩn quất tìm người thân trong sự đau khổ khôn nguôi. Câu chuyện kế tiếp thì được chú người kể chuyện chia sẻ lại. Thời điểm mà câu chuyện này xảy ra là vào năm 1965 tại một địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Plei Me, huyện Chư Prong, Gia Lai. Tôi có một anh bạn thân hiện công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ ở Gia Lai. Một lần vào năm 2013 Lúc tôi đang ở Sài Gòn Bạn lái xe từ Gia Lai xuống Để rủ tôi ra sân bay Đón cha bạn từ Hà Nội vào chơi Lúc đó Cha bạn sức khỏe còn kha khá một chút Ông là một thương minh nặng Và đã mất năm 2018 Trên đường về lại Gia Lai Thấy bạn không rẽ vào thành phố Mà đi theo hướng khác Tôi có thắc mắc Bạn chỉ nói nhỏ là đưa cụ đi thăm cố nhân anh à. Gần 30 năm nay, gần như năm nào nếu khỏe là trước Tết, cụ cũng vào đây thăm con cháu là phụ thôi, còn cụ đi thăm lại chiến trường và cố nhân của cụ là chính. Ông cụ cha bạn ngồi trên xe, loay hoay mở ba lô, vali, túi chéo, tìm và sửa soạn những món đồ. Tôi khá ngạc nhiên và tò mò về những thứ ông cụ đang lôi ra từ trong hành lý của mình vài gói thuốc lá bịch thuốc lào khá lớn cùng một chai rượu to ông mua khi xe vừa ra khỏi sân bay một đoạn một hộp cơm thịt kho hột vịt và cả trái khổ qua nhồi thịt một chiếc quẹt Zippo cổ lỗ và một chai dầu gió nhỏ xíu có dáng giống như một cây đàn guitar chiếc bật lửa và chai dầu gió được gói riêng ông cụ ngồi trầm tư gần như suốt con đường từ gia lai lên chư prong Yên lặng nhìn qua cửa xe Thỉnh thoảng ông lại ngoái đầu nhìn lại Khi xe qua những ngã ba Những khúc cua, những cây cổ thụ Xe rẽ vào con đường mòn Lên phía nam sông La Drang Gần chân dặn Trừ prong hùng vĩ Chừng gần 20 cây số thì dừng lại Tới khoảng rừng thưa Người dân thả bò rất nhiều Tìm một gốc cây cơ nia khá to Ông cụ chậm rãi Giải tấm ni lông Bày biện tất cả những món mà trên xe Ông đã loay hoay soạn sửa chúng tôi giúp cụ đốt một bó nhang to và cắm xuống nơi gốc cây rồi cụ gục đầu xuống im lặng rất lâu cuối cùng chúng tôi giúp ông đốt hết những điếu thuốc lá bịch thuốc lào rồi ông uống một nốt chai rượu và mở nắp đổ hết chai rượu ra xung quanh mắt ông đỏ hoe hai giọt nước mắt đục lờ chảy xuống từ khóe mắt vị tướng giả khiến cho tôi nghẹn ngào ông rẽ vào nghĩa trang liệt sĩ thắp nhang và một nghĩa trang nữa điều khiến cho tôi thắc mắc là nghĩa trang đó lại là nghĩa trang của những người lính việt nam cộng hòa chúng tôi cùng đứng nghiêm trước những ngôi mộ vô danh và giơ tay chào theo phong cách nhà binh nếu ai chứng kiến cảnh đó hẳn khá lạ lùng khi những sĩ quan cộng sản cùng giơ tay chào những nấm mộ vô danh của những người lính cộng hòa đêm đó tôi được nghe ông kể lại câu chuyện lạ lùng của cuộc đời ông Câu chuyện đó đã cho ông còn có ngày hôm nay Và nó cũng thay đổi quan điểm và suy nghĩ của ông từ sau khi nó xảy ra Năm 1965 Ông chỉ huy một đơn vị thuộc Trung đoàn 66 Là Trung đoàn Playme cũ Mặt trận B3 Bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên Do tướng Nguyễn Hữu An là tư lệnh chỉ huy chính Đánh trận Pleme nổi tiếng lịch sử Tại bãi xray đơn vị ông chạm trán với tiểu đoàn kỵ binh số 1 của Mỹ. Trong trận chiến khốc liệt nhiều ngày đêm, giành nhau từng gốc cây ngọn cỏ với vô vàn xương máu, đơn vị ông bị vây. Ông cùng với một nhóm các sĩ quan lính thông tin cùng liên lạc bị cô lập. Ông nhớ rõ, lúc đó tầm trung tuần tháng 11, trời có trăng xương, mờ mờ. Trong lúc mất phương hướng và nguy hiểm cận kề, thì một người lính lồm nhồm vừa bò vừa long khom trước mặt các ông miệng gọi mau theo tôi đạn dược thì không còn nhiều và tất cả đều bị thương cả nặng lẫn nhẹ nguy cơ bị tiêu diệt hay bắt sống chỉ còn trong căng tốc các ông đành phó mặc cho may rủi nhưng lạ thay tất cả thoát khỏi vòng vây tứ bề rất lạ lùng tới gần sáng khi thoát xa vòng vây của đối phương khi cùng nằm thở dốc ở một khe núi hẹp ông cùng liên lạc mới khẽ hỏi người lính kia Cậu tên gì? Ở đơn vị nào? Anh lính im lặng không nói gì Chỉ cười Dưới ánh trăng mờ Gương mặt anh lính đen xì khắc khổ Đầy bụi đất và khói súng Chỉ có hàm răng trắng lạ lùng Anh mới nói Qua hết khe Là tới bên các ông rồi Các ông đi đi Không lát nữa pháo kích toàn khu vực này đó dù quá mệt và bị thương Nhưng cả hai ông đều bàng hoàng khi nghe câu Bên các ông từ miệng người lính kia phát ra Và chợt người lính đó đứng thẳng dậy Với một thân hình tả tơi và không còn lành lặng Với bộ quần áo rằn di loang lổ Anh bước đi siêu vẹo và như tan biến trước mặt các ông Đang há hốc miệng ngơ ngác Bàng hoàng một lúc lâu Liên lạc của ông mới lắp bắp nói ma ma lính ngụy anh ơi Lúc nãy khi bỏ sau họ Em có nghe họ nói kiểu như nói giỡn Qua tới bển là thắng rồi Nhớ trả công tôi dĩa cơm hột vịt Lâu quá rồi thèm lắm Rồi nghe thấy tiếng họ cười cười khi nãy nữa Năm người nhóm các ông Khi đó thì sau đó hy sinh hai người Còn ba người trở về hòa bình Một ông mất năm 99 Còn một ông thường hay cùng ông Mỗi dịp cuối năm Vào nơi này thắp nhang cũng đã mất năm 2011. Chỉ còn lại mình ông với câu chuyện lạ lùng được ông giữ kín. Nếu không đi cùng ông và bạn tôi thì chắc tôi cũng không thể biết được câu chuyện này và được chính những người trong cuộc kể lại. Chiếc bật lửa và chai dầu gió nhặt ở Pleme khi ông mất. Theo di nguyện của ông, bạn tôi đã chôn theo ông. Đó là kỷ vật ông nhặt từ xác những người lính phía bên kia chiến tranh và chết chóc đã lùi xa Những vết thương cũng đã lành dần Nhưng nỗi đau cũng đã ngồi ngoài Dù nơi nào nó vẫn còn âm ỉ Xin hãy khép lại quá khứ đau thương Và sống cho tương lai và ngày mai Đừng đào bấy sâu thêm những nỗi đau từ quá khứ Tôi vẫn cúi đầu và giơ tay chào Trước bất cứ ngôi mộ người lính nào Vì họ đều là người Việt Nam quê hương tôi Với riêng bản thân tôi thì tôi luôn trân trọng những người lính Dù họ ở bất cứ phe nào Màu áo nào Vì dù có thế nào đi nữa Họ cũng là những người Việt Nam máu đỏ da vàng Những người lính không có tội Chỉ là Quốc gia hưng vong Thất phù hữu trách mà thôi Câu chuyện kế tiếp Thì hơi có chút liên quan tới câu chuyện Ma gọi đồ ăn ở tân giới Câu chuyện này do chính chú người kể chuyện kể lại Hôm đó Ngồi trước mặt tôi trên chuyến xe khá dài Là một nhân viên ngoại giao Đẹp trai lịch sự mặt thiệp Anh kém tôi chừng 4 năm tuổi gì đó Nhưng nhìn rất đường bệ Với phong thái tự tin Tôi nghe bảo Anh tò mò về câu chuyện ma gọi đồ ăn Ở tân giới thật hay sao Vâng thưa anh Tôi thường tò mò về những thứ vô hình Bởi nếu hữu hình mà mắt thấy Thì lại không làm cho tôi tò mò anh này họ Tang là một trong những gia tộc trong ngũ gia tộc nổi tiếng và có gốc gác ở xứ Cảng Thơm. Trước khi làm nhân viên ngoại giao, anh từng là một thanh tra cảnh sát thuộc đội hình cảnh quốc tế, một đơn vị na ná như đội đặc nhiệm của ta. Ngày mà sự việc ma gọi đồ ăn ở phố Tân Giới xảy ra, tháng 12 năm 1989, tôi còn đang học nhưng cũng biết về sự việc đó vì nó rất nổi tiếng tới nỗi khách du lịch tới Hồng Kông đều được hướng dẫn viên kể cho nghe. Sau này khi làm cảnh sát, tôi được biết thêm nhiều chi tiết lạ lùng của vụ việc, từ lời kể của nhiều nhân chứng mà báo giới khi đó chưa khai thác hết. Đó là một câu chuyện lạ lùng và quái gở, nhưng với những trang thiết bị hiện đại rất tối tân khi đó và cả cảnh sát lẫn chính quyền vào cuộc điều tra thì tới giờ sự việc đó vẫn chưa ngã ngũ và vẫn là một ẩn số mà chưa có một kết luận nào thỏa đáng hẳn mọi người còn nhớ về câu chuyện ma gọi đồ ăn mà tôi đã từng chia sẻ trên vài trang tâm linh ngoài những gì báo giới lúc đó khai thác thì người bản địa với nhiều đồn đại hơn về sự việc đó chính quyền hồng kông lúc đó cũng thừa nhận tính kỳ bí không thể giải thích được của sự việc và hôm đó tôi được vinh dự ngồi cùng một cựu thanh tra cảnh sát Người từng nghiên cứu về vụ việc Và có chung sở thích tìm hiểu về tâm linh như tôi Họ tang kể cho tôi nghe Nhiều câu chuyện kỳ lạ nơi này Trong đó có câu chuyện xảy ra Năm 2003 Lúc anh mới vào nghề Và có đọc hồ sơ vụ việc Rồi âm thầm điều tra Đó là ngôi nhà Nam Cu Tê ở Quan Chai Nó được mệnh danh là ngôi nhà ma ảm Vào tháng 11 Năm 2003 Năm 2003 có một nhóm 8 học sinh trung học Đã rủ nhau ở lại qua đêm Ở ngôi nhà này Vì tò mò và dại dột tuổi trẻ Họ muốn thử nghiệm Và muốn nhìn thấy những hồn ma nơi đây Tuy nhiên Họ đã phải trả một cái giá đắt Vì sự tò mò dại dột đó tang kể Ba người nữ trong số đó Đã bị nhập tới gần Hoa Điên Cảnh sát đã phải rất vất vả Mới đưa họ ra khỏi nơi đó Báo chí khi đó nói rằng Họ bị một kẻ ma quái viếng thăm và tấn công Và cho tới bây giờ Những người đó vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại Tòa nhà Nam Cú Ở số 55 Phố Sip Khu Loạn Tử Đó là một ngôi nhà cổ quái ma mị Cư dân nơi đây đồn đại rất nhiều Về sự kỳ bí của ngôi nhà đó Tang kể Có rất nhiều người đã tới đây Và tự sát hoặc bị giết Nếu chỉ là cái chết thông thường Thì không có gì đáng nói nhưng theo nhiều thầy pháp hay thầy phong thủy thì tự vẫn và bị giết thì mọi thứ không đơn giản như tự nhiên trong đó những hồn ma của những người bị giết hay nôm na là chết oan thì thực sự khác họ có thể trở thành quỷ dữ và ám ảnh tại những nơi họ bị giết những linh hồn đó dường như không thể siêu thoát họ thường lờn vẩn khóc than đôi khi hiện ra sờ sờ trước mặt người sống với vẻ ủ rũ âm u và ma quái không hề có diện mạo, mặt toàn máu, hay mắt trợt trừng chừng cùng với răng nanh. Thầy phong thủy trẻ tuổi rất nổi tiếng và xinh đẹp ở Hồng Kông là Terry Châu cho tôi biết như vậy. Hồn ma chết oan thường kêu khóc nỉ non và thở dài hay nghiến răng. bằng cách nào đó họ có thể tác động vào người sống khiến cho người sống có thể hóa điên hay tự sát và thế chỗ cho họ. Mỗi người dường như đều có một sứ mạng. Và mục tiêu riêng nào đó Rất khó để cắt nghĩa hay lý giải Những linh hồn Hay hồn ma có thật Nếu không cúng rỗ Hay từng chắp lại trước bàn thờ tổ tiên Thì bạn có thể nói gì đó tùy thích Còn đã từng chắp tay trước tổ tiên Thì xin hãy bàn về việc này Một cách nghiêm túc Cô Therichau có nói như vậy Không có gì gọi là mê tín ở đây Có những sự thật Mà những kẻ hàm hồ ngu dốt Chỉ có thể biết và hiểu được khi đã chết điều này thật sự là đáng buồn phải không có nhiều chính khách chính trị gia thậm chí là những nhà khoa học ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới phải tìm tới chúng tôi những thầy phong thủy và phù thủy tại sao giỏi như họ lại phải tìm hiểu và tò mò về thế giới tâm linh một thế giới vô hình hay không có thực như nhiều người thường nói tàng nói tiếp nó có thực anh ạ theo những gì mà thời gian làm công tác điều tra tôi đã gặp trực tiếp mắt thấy và qua kể lại Năm 2008, trong một vụ án mà người mẹ đã giam giữ một cô bé 11 tuổi tới chết trong căn hầm ngầm dưới nền nhà, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi chiếc ca nhỏ cứ di chuyển liên tục và khi đổ nước vào đó, nước đã cạn đi trước con mắt của chúng tôi. Như thể nó bị thủng dưới đáy mà chẳng có một giọt nước nào chảy ra trên mặt bàn khi đó. Nó như thấm vào một thứ vô hình nhưng hiện hữu mơ hồ dưới căn hầm. Bởi lẽ Cô bé đó đã chết vì khát nước Trong ba cô gái bị ám Ở tòa nhà Nam Cua khi đó Một cô có biểu hiện ghê sợ nhất Mà tôi nhìn tận mắt Cô ta thường nói tiếng Nhật Gào thét và cười rú một cách điên loạn Cô thường lao khỏi vòng tay Những người xung quanh Trốn vào một góc nào đó của căn nhà Mà rất nhiều người trong nhà Không thể nhìn thấy Dù nơi đó thật trống trải Như một khóng hoa hay gầm một cái ghế tôi cũng như anh ban đầu cũng là một kẻ vô thần nhưng có tới ba sự kiện xảy ra với tôi khiến cho tôi phải tin vào những thứ vô hình mà mắt ta không thấy lúc đó tôi đang là điều tra viên cấp 1 có một lần điều tra một vụ án một bà cụ bị giết chứng cứ gần như bằng không chúng tôi hoàn toàn bế tắc thế rồi một đêm mưa trên đường về nhà tôi quá mệt mỏi nên tấp xe vào lề đường ngủ một chút trong cơn mê ngủ tôi thấy có một bà cụ dắt theo một cô bé lên xe tôi bà cụ chẳng nói gì cả chỉ nhìn qua cửa kính xe với vẻ ưu tư u ám tôi choàng tỉnh và chợt nhớ ra gương mặt cô bé cùng lên xe với bà cụ mà tôi gặp trong mơ hôm sau tôi quay lại hiện trường kiểm tra tỉ mỉ hơn nhưng vẫn vô vọng dường như không có dấu vết gì cả cho tới lúc ra về Cửa khu nhà đó có một vườn trẻ. Khi tôi và một đồng nghiệp đi qua đó, một cô bé chừng 4 tuổi đang chơi trong sân vườn trẻ, bỗng ngoắc tay khều tôi. Dáng vẻ cô bé rất bề trên, khiến cho chúng tôi ngơ ngác lạ lùng. Cô bé chợt chắp tay sau lưng và bước đi rất khó nhọc tới cái ghế băng nhỏ, chỉ tôi ngồi xuống. Cô bé cất một giọng nói, một giọng nói mà tới bây giờ, bao năm rồi mỗi khi nhắc lại Tôi vẫn nổi hết cả cái ốc khắp người Đó là giọng của một bà cụ Bà chỉ cho tôi tỉ mỉ bị giết ở đâu Và đem xác đi tạo hiện trường giả thế nào Vô cùng bàng hoàng Tôi chỉ biết há mồm ngồi nghe Tôi có thoáng nghi ngờ Nhưng giọng nói rành rọt Cùng với những mô tả tỉ mỉ Thì không thể từ một cô bé con 4 tuổi Và gương mặt thì quen thuộc Khiến cho tôi sửng sốt Bởi cô bé này đêm qua lên xe tôi cùng một bà cụ trong mơ cộng sự của tôi đã đủ tỉnh táo để ghi chép lại sau đó chúng tôi đã phá được án hung thủ là một thủy thủ ở cách đó rất xa và là một bà con quá xa của nạn nhân kẻ này hoàn toàn ngoài diện nghi ngờ của cảnh sát lần thứ hai trong một lần thu thập chứng cứ từ hiện trường một vụ án mạng khi tới hàng rào một nhà hàng xóm một người đàn bà vẫy tôi lại và cho biết khá nhiều chi tiết đáng giá. Sau khi phá án xong, tôi quay lại nơi đó nhằm muốn cảm ơn người hàng xóm đó. Vì không có chị ta thì có thể rất lâu chúng tôi mới phá án được. Nhưng hỡi ôi, chỉ vài ngày sau đó thôi, khi tôi quay lại đó thì đó là một ngôi nhà hoang đổ nát. Hàng xóm quanh đó cho hay đã hơn 10 năm nay chẳng có ai ở căn hộ đó cả. Trước đây có một bà quá sống ở đó Sau khi bà ta mất Thì căn nhà bỏ hoang Khi phá cửa vào trong nhà Tôi đã rụng rời tay chân Đổ mồ hôi thành dòng Trên chiếc bàn thờ là người phụ nữ đó Cô ấy nhách mép dường như đang cười với tôi Câu chuyện thứ ba Đó là câu chuyện liên quan tới sếp của tôi Ông ta có một cái du thuyền Ngày nghỉ Chúng tôi thường tụ tập ở đó và uống với nhau vài chai một hôm ông than phiền rằng ông thường bị tỉnh ngủ mỗi đêm mỗi khi nghỉ ngơi trên chiếc du thuyền đó có những tiếng lách cách lạ lùng tiếng bước chân thậm chí là tiếng cười của một người phụ nữ nào đó bạn gái ông thậm chí có lần còn giận dỗi bỏ về giữa đêm vì nghĩ rằng không chỉ có mình cô cùng ông trên chiếc du thuyền đó ông nói có rất nhiều dấu hiệu là trong đêm khiến cho ông nhiều lúc sợ hãi như bóng của một người đàn bà không có đôi chân nhưng khi di chuyển vẫn phát ra tiếng động lẹt xẹt rồi có lần chiếc ly tự nhiên phát ra tiếng leng keng trên giá treo thỉnh thoảng chiếc thuyền hơi trao đảo nhưng có ai đó chạy nhảy trên bong và một đêm ông tỉnh giấc khi thấy cảm giác rất lạnh nhìn qua bên ngay chiếc ghế cuối giường ông có một người đàn bà ngồi nhìn ông chăm chú rồi chợt ngửa cổ cười ông vội bật điện nhưng người này đã trườn qua cửa sổ xuống nước như một tấm mền rất dẻo và nhẹ nhàng tôi cùng với hai cộng sự tới chiếc du thuyền của ông ngủ vài lần để xem sao dường như không có gì xảy ra cho tới một đêm ngoài trời mưa rất to khi vào phòng trong để lấy rượu tôi thấy có một người đàn bà bước xuống thang nghĩ là một người bạn kín đáo của sếp Tôi quay trở ra ngoài Lần thứ hai quay vào Tôi thấy người này ngồi ngay trước bàn trang điểm Và quay đầu nhìn tôi Tôi đã té ngã Và không thể nào kêu lên được Chỉ có thể bỏ lết ra ngoài Vì những gì tôi thấy Người đàn bà Hoàn toàn không có nửa thân dưới Chị ta quay lại nhìn tôi Với bộ mặt của một pho tượng vô hồn Chiếc đầu quay lại 180 độ Như một chiếc máy xúc vậy sau đó chúng tôi được biết về tiểu sử của con thuyền này đúng là chủ cũ đầu tiên của nó là một người phụ nữ giàu có chị ta đã tự tử ở trên chiếc thuyền này vì chuyện tình cảm qua khá nhiều lần bán mua vì chẳng ai dùng được nó lâu vì những chuyện ma quái cứ liên tục xảy ra ở con thuyền đó cho tới khi nó tới tay xếp tôi Câu chuyện kể tiếp của một bạn có Facebook là Mai. Bạn này thì là bạn của chú người kể chuyện. Chuyện này được bạn ấy kể vào ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 với lời tựa như thế này. Trước khi kể, tôi xin phép vong linh chị, mong chị đừng giận. Tôi chỉ muốn cho mọi người biết thế giới tâm linh là có thật. Để giống như người kể chuyện đã viết là biết để cẩn trọng trong hành xử. Tôi có một ông anh họ, anh đã từng đi du học nhiều năm trở về Việt Nam làm trong giới showbiz, có vợ là ca sĩ. Chị rất xinh đẹp, lanh lợi, đối xử với gia đình bên chồng rất có tình, có nghĩa nên ai cũng quý. Nhìn anh chị rất xứng đôi vừa lứa, lại xinh đẹp, tài năng. Vậy mà ai ngờ Hôm đó Khoảng 10 giờ Nghe gì tôi kể Dì là em gái của mẹ tôi Anh lúc đó một mình về nhà Trông có vẻ buồn Mặt mày thất sắc Ngồi lặng lẽ một lúc Thì anh lên xe chạy đi Cả nhà thấy khó hiểu Nhưng không ai dám tò mò tọc mạch Tới chiều tối Công an tới nhà Họ báo là anh đã bị bắt vì sát hại vợ mình Dì tôi nói Nghe tin xong Thì cả người cứ run bần bật, bật Hai hàm răng cứ đánh vào nhau cầm cập Không thể tin nổi chuyện vừa nghe Hóa ra Trong những tối đi hát Tại phòng trà này nọ Chị có một fan hâm mộ Là một doanh nhân người Hồng Kông Không biết mối quan hệ của họ thế nào Mà chị đòi ly dị về anh Người chồng mà chị đã từng yêu mấy năm trời Người đã dạy chị cách hát cách biểu diễn sao cho lôi cuốn Trong lúc cuộn bách cạn nghĩ Anh đã gây ra tội lỗi tầy trời Tôi thấy thương cho cả hai người Rồi anh bị kết án 17 năm tù Ở trong trại Cán bộ quản giáo thương anh có trình độ Họ cho anh có dịp sử dụng tài năng của mình Hướng dẫn bạn tù hát hò Trình diễn trong những dịp lễ lạt Dạy phạm nhân học Và anh chỉ ở trong tù có 7 năm được mãn hạn sớm. Còn tôi thì có liên quan gì tới cái chuyện tình đau khổ này? Khi chị còn sống, tôi cũng nhiều lần ghé thăm anh chị và hai chị em cũng khá thân thiết. Nên khi nghe tin chị mất, tôi buồn mất một thời gian. Rồi tôi cũng từ từ quên. Cho đến một buổi tối, tôi đang ngồi trong phòng học bài, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tôi nhớ đâu đó chỉ khoảng 10 giờ tối, cả nhà tôi quay quần ở phòng khách xem tivi. Còn có tôi thì đang cố vượt qua chính mình, khóa cửa phòng, tự nhốt mình để học vì sợ bị thi lại. Bỗng dừng, tôi bỗng nghe thấy có tiếng gió thổi ù ù trong hai lỗ tai. Rồi có một cảm giác rất kỳ lạ Kéo tới khiến cho tôi lạnh buốt cả sống lưng Ngay lúc đó Hai cọng dây điện đèn trong phòng tôi Tự dưng rớt ra làm đèn tắt phụt Tôi thì vốn hơi làm biếng Tính mua cái cục gắn dây điện vô Mà cứ hẹn lần nữa Để hai cọng dây cắm thẳng vào ổ Giờ thì thật sự là đáng đời Ngay cái lúc đó Tôi nghe thấy rõ ràng Có tiếng khóc của một người phụ nữ Mà tôi nhận ra ngay là tiếng của chị Chị vừa khóc vừa nói Chị khổ quá Tiến ơi Chị khổ quá Chị cứ lặp đi lặp lại mỗi cái câu nói này Đèn tắt Phòng thì tối thôi Tôi không nhìn thấy gì cả Chỉ nghe thấy một một bên tai tiếng khóc kể như vậy Hồn vía lên mây Tôi vùng chạy tới cửa Mở cửa Và chạy bắn ra khỏi phòng Chạy ảo ra phòng khách Cả nhà tôi Mọi người đang xem tivi vui vẻ bình thường Vậy không phải là tôi ngủ mơ hay gì đó Lúc đó ai cũng ngước nhìn tôi vì cái vẻ hoảng loạn kỳ cục của tôi tôi chẳng dám nói gì chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh đứa em trai và tối đó nó ngạc nhiên vì tôi cứ chui vào năn nỉ xin ngủ chung với nó giờ tôi cũng chưa kể cho nhà tôi nghe vì sợ mọi người lo lắng mặc dù chuyện này đã xảy ra cách đây nhiều năm nhưng tôi cũng không biết nếu trong trường hợp đó thì mình nên làm như thế nào